Chào các bạn nhé. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn thay bàn phím cho máy E6520. Đây đây, máy mình là máy mã đây này. Latic E6520 này. Và bàn phím con này nó bị hư. Nó bị hỏng mất một vài phím bấm nó không lên chữ các bạn ạ, cho nên là phải thay tất cả bàn phím. Còn đây này, đây là bàn phím mình đặt trên mạng giá 300.000. Bây giờ mình phải bóc cái này ra các bạn nhé. Anh thợ này anh bọc rất là cẩn thận và kỹ lưỡng. Giờ mình sẽ cho máy xa ra một chút để cho các bạn nhìn. Đây các bạn này. Anh bạn này bọc rất là cẩn thận và kỹ lưỡng các bạn ạ. Đây rồi, đây chính là sản phẩm bàn phím này các bạn. Bàn phím E6520. Nhưng mà các bạn mua ở trên mạng về lắp nó sẽ tự rẻ, nó sẽ rẻ hơn rất nhiều các bạn ạ. Còn các bạn mà ra quán lắp thì cái bàn phím này nó phải tầm 700-800 đến 1 triệu. Đấy, bọc rất là kỹ lưỡng nha các bạn nhé. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn tháo máy ra. Mình sẽ để cái này sang một bên nhá. Đây các bạn này, mình sẽ để cái này sang một bên. Mình muốn tháo vào bàn phím này thì trước tiên là mình tháo ba con ốc này nhá các bạn nhé. Một con đây và một con đây. Ba con ốc này là ba con ốc bàn phím. Các bạn tháo ra. Đây là lúc nãy mình đã tháo ra sẵn đây rồi. Đây các bạn này. Đây. Đấy nhá, mình tháo ra đây rồi, bây giờ mình sẽ lật lên. Mình tháo phía dưới rồi nhá. Mình sẽ lật lên, mình sẽ cậy cái bàn phím này lên. Bây giờ sau khi các bạn tháo ba con ốc ở dưới xong là các bạn cậy cái thanh này lên. Đó, cái thanh này các bạn cậy lên nhá. Đấy, đã cậy xong rồi các bạn nhé. Đây đây. Các bạn tháo mấy con ốc này ra nhé. 1, 2, 3. Đây, tháo mấy con ốc này ra này. Sau khi cậy được bàn phím xong cái là các bạn sẽ bỏ cái cáp này ra nhé. Nó có cái cáp nối này, cáp nối từ đây sang. Các bạn thấy rất cẩn thận. Bóc nhẹ nhàng nó ra thôi. Đó. Thế là đã tháo xong cái bàn phím cũ ra rồi. Bây giờ mình sẽ lắp cái bàn phím mới vào nhé. Đây các bạn nhìn này. Mình sẽ tiện thể mình vệ sinh qua cho cái máy nó sạch. Máy nó bụi quá. Dùng lâu ngày nó rất là bụi bẩn. Bây giờ mình sẽ tiến hành lắp bàn phím này vào. Bạn sẽ phải bóc cái này ra với cái giắc cắm này ra. Đấy.
nhá. Các bạn đã cắm xong rồi thì các bạn sẽ lấy một cái miếng băng dính. Khi cắm xong rồi các bạn lấy miếng băng dính dán vào đây để cho nó chắc một chút nhé các bạn nhé. Đó, sau đó là chúng ta sẽ lắp lại. Vắt khít xong cái là chúng ta chỉ cần vặn ốc vào thôi. Bây chúng ta sẽ tiến hành vặn ốc vào. Hôm nay mình mới đầu tư mua cái tô vít này các bạn ạ. Mình mua cái tô vít này 15.000 về để thực hiện quay video đấy. Các bạn nhớ đăng ký kênh cho mình để ủng hộ mình nhé. Mình sẽ bật lên thử xem bàn phím nó nhận chưa đã. Đó, nhận hết rồi các bạn nhé. Đấy, bây giờ lắp vào là xong. Chẳng có gì khó cả. Không có việc gì khó, chỉ sợ không làm được, đúng không các bạn nhỉ? Đấy, nó đơn giản. Đơn giản, như đan rổ. Sao? Đây các bạn này, chúng ta đã được một bàn phím mới cho laptop. Đấy, hôm nay mình mua cái tô vít 15.000 này để về thực hành quay video cho các bạn. Các bạn nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nhá, và xem video chia sẻ cho mình nhá. Chào các bạn nhé.